quá trời mày rồi. Hết nhét. Quá không thể. Nhét đâu? Bỏ nghe, hẹn em đúng không? Nhét yeah, nhét đâu? Giọng của ta nhét quá vậy. Giọng của ai? Giọng của ai, của ai, của ai? Giọng của Kỳ Phương. Chứ không phải của mày. Ừ. Mày biết sao? Quá tiếng quả mà. Ta đến đây, dù các bạn không có quán, ta kiếm được cái gì? Lời ca tiếng hát từ trong cơ thể của mình tuôn ra. Tại vì anh hai biết sao không? Tại vì hôm nay là ngày Tết, có hát những cái bài hát vui nên em chọn cái bài hát vui. Chứ còn em hát giọng cổ là em hát được á, không có nhét đâu. Ủa hát giọng cổ hát được hả? Dạ. Ơi, làm cái nghe đã đã coi. Phải không? Đó cho bà con thưởng thức luôn. Làm cái trên này thưởng thức cho bà con thưởng thức. Đúng rồi, đúng rồi. Em xin phép bà con cho em hát giọng cổ không? Rồi, rồi. Dạ, nếu cho con xin chặt có tay. Đó. Bà con ủng hộ quá trời. Anh hai ơi, đếm đi, em bắt chớn em vô. Đến vô mới bắt đếm lần có chớn. Ủa, mỗi lần cao là phải đếm gì hả? Đếm lần bắt chớn thôi. Rồi, chuẩn bị bắt chớn vô, hát một cái, nghe cho nó mượt mà đi nha. Rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một. Anh vừa phải chứ. Đếm nữa đi. Sao kỳ vậy, sao không vô? Đếm mà cũng phải có cái gì ngưng lại để cho người ta vô chứ. Đếm như 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai biết mà cho tôi đếm thì tôi đếm thôi. Chỉ giờ muốn sao? 1, 2, 3 rồi vô được rồi. 1, 2, 3 vô không? Ừ. Rồi, rồi, rồi. Vô đúng không? 1, 2, 3 vô không? 1, 2, 3 vô rồi. Vô sao? 1, 2, 3 vô. Vô sao? Vô sao kệ ta. À, ý là giờ mình vô sao? Ai đếm vậy đi. Là vô sao nè? Vô sao cũng được. Vô giống gì? Rồi, vô sao cũng được. Vô sao cũng được hả? Ừ. Rồi. 1, 2, 3. Vô. Ôi. Vô đi. Mày vô tao cái coi. Vô. Không bị gì trời. Mày không vô. Nếu cho ta vô mà không nhảy gì. Mà không vô được hả? Không có vô được. Tiếp phải có ngàn, có đồ, cái này đếm rồi nè. 1, 2, 3, vô! Nếu như giống tía mình nhậu vậy á. À, giống tía mình nhậu hả? Đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Dạ. Thôi. Từ, bình tĩnh, còn. Anh hai đếm giống tía mình nhậu vậy á. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chưa còn được. Chưa, khoan hát nào. Dạ, khoan hát. Từ, bình tĩnh. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô. Anh nói cầm điện không? Dạ ba. Anh thấy rồi, chưa có anh thấy không? Đó. Tranh thủ, tranh thủ. Dạ, anh đi lên em hay đĩa cái tay. Dạ, anh lên. Ủa sao con chạy xuống vậy? Sao con làm chú hố quá à con? Thiệt ừ. Để coi. Nói là chắc phải chờ ca xong á. Rồi. Rồi bây giờ sao? Nếu 1, 2, 3 vô như tía mình nhậu vậy đó. À là nếu... À, nửa kìa. Bình tĩnh đi. Trời ơi. Cứ từ từ. Con chơi nguyên bó luôn hả con? Không phải. Lấy gì nó tặng mẹ nó không ơi. Lại đây, tặng mẹ nó mà. Đây em nhìn vậy sao hả? Đây, bây giờ tiếp sao nè? Một hai bàn vô như tía mình nhậu á. Như tía mình đang nhậu đúng không? Đúng rồi. À là chứ bàn nhậu mà bàn... Ờ hiểu rồi. Đó đó. 1, 2, 3. Vô. Này vô đi nào 100% đi chứ. 100% cho tôi. Trời ơi hôm nay lại say nữa rồi. Vô. À, ông vô đi. Vô. Cái gì ta nói là 1, 2, 3 vô giống tía nhậu thôi chứ còn cái chủ tía nhậu nói theo chi. À, là vô thôi. 1, 2, 3, vô. À, hiểu rồi. À, sao? 1, 2, 3, vô. Ok, khoan tay vô đã. Đợi chứ vậy, đợi. Đó, thấy chưa? Con trai của tôi đàng hoàng được. Đó, dễ thương quá trời, cảm ơn con. Dạ, dạ cảm ơn chị. Dạ. Dạ, dạ. Khoan, chấm trái. Chấm trái đang dẫn bóng. Chuẩn bị gần tới Trung Thành. Đang đợi. Ôi, nửa kìa, nửa.
đây đây cái thải vô rồi. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, chúc mọi người năm mới vui vẻ bình an. Dạ, dạ cảm ơn. Hát hay chút nữa là bây giờ chưa hay chứ. Dạ, dạ cảm ơn chị. Chị ơi chụp chụp hình luôn, chụp hình chơi chứ, chơi chụp hình chứ. Ai chụp? Có người chụp ở đâu? Hướng nào? Hướng nào? Hướng nào? Đâu? Hướng nào? Kê máy kê. Dạ rồi, dạ. Dạ, cảm ơn chị. Đây chị. Cái tên là rồi sao? Rồi sao? Rồi, để đi, để đi. Sao đến sao nó lại? Rồi, hai ba em vô. À, một hai vô, vô. Nữa à, trời ơi. Cảm ơn con. Trời ơi, đại gia. Trời ơi, lên ba bốn lần luôn. Trời ơi, thiệt là đại gia. Cái quả dễ thương luôn. Nữa nè, cảm ơn con. Dạ, cảm ơn con. Rồi rồi, chút đó rồi có luôn. Rồi. Thiếu không hạ, thiếu không hạ. Từ từ nhớ. Dạ, dạ, dạ. Nhớ quá, nhớ nè. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ, trước đây mời cô bác trong cảm nha. Dạ. Con năm nay con năm nay con mới chị được hả? Mấy tuổi? 14 tuổi. Cao rồi, con cao còn chú rồi. Con nó chán thì quá. Cảm ơn em. Rồi thôi mình vô đi. Mình vô đi chứ. Rồi chuẩn bị nha. Vô đi. Rồi bây giờ 1, 2, 3 vô xong. 1, 2, 3 vô. Vô, thôi. Vô. 1, 2, 3 vô. Ok. 1, 2, 3. Vô. À, không chết xin phát đặt. Cái gì? Được chết vô áo. Chơi kì. Chơi, chơi, chơi kì vậy. Có máy quay làm chính. Có máy quay làm chính. Sao? Hồi nãy sao? Đó, 1, 2, 3 vô. Rồi sao nữa? Ta là đúng không? Đúng không? Phải! Cái ý em là bệnh viện là không cho anh hai nói nữa để cho em ca. Chứ thì 1, 2, 3 vô. Vô, 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 đi, vô đi. Rồi nhận ngay đã sai nữa rồi. Rồi sao ta vô? Sao tới cái như là tới cái chuyện vô. Anh hai đừng nói nữa. Hiểu chưa? Không biết ca hay mà khó khăn dữ. Cao chi vậy trời? 1 2 3 vô. Đừng nói nữa. Mày tiếp vậy không sao tao ca được. Cũng mày. Mày nói tao vậy. Còn giờ bây giờ hai tiền nào. Anh hai biết mà. Trời ơi. Cảm ơn con. Trời ơi. Cảm ơn. Đây. Chúng mày vô. Hẹn nào. 1 2 3 vô. Em ơi đã từ lâu anh giật chiếc lá xanh tình dần trăng sáng rồi dốc nát nơi đây khi mây tan chỉ hàng lõ vàng tôi là một kẻ cô đơn lạc nghèo áo bóng nhưng ta là tốt yêu ai đã là tốt yêu ai yêu người con gái tôi yêu cô gái thanh xuân mà đã từ lâu ôm ấp trong lòng mỗi được không anh này? Sao mày lùng mà cái hơi mày dài dữ vậy? Mình bỏ cái vụ đó đi không? Ờ, cả ca dài biết lùng, đúng rồi. Ôi là trời, cái hơi này chắc mặt biển sâu lắm à. Đó, thì khó, được không anh? Ơi, được nha. Dạ. Thì bây giờ anh Thang giới thiệu em qua hội quán của Khương Dừa. Hội quán ngôi sao Khương Dừa, Khương Dừa ơi. Sao trời ơi, em thích chương trình đó lắm đó. Cái giọng em qua đảm bảo bà không, cô bác sẽ thích. Trời ơi, anh hay quá. Biết Khương Dừa hả? Trời ơi, anh thân với nó lắm. Ừ, thân lắm hả? Giới thiệu em đi. Em cũng biết Khương Dừa nữa nè. Biết nhưng mà không có thân. Anh thì thân. Thân lắm phải không? Anh thấy lo đó. Ủa nhưng mà anh hay biết mà, anh hay biết chương trình đó. Ngôi sao Việt Dừa là anh hay biết rồi. Anh chỉ nhắn tin Khương Dừa trên mạng thôi. Chưa gặp mặt ngoài đời. Có nhắn tin luôn hả? Ủa, bán dễ thương thân thiết lắm.
Trời ơi, đúng rồi, anh nghe nói không vừa. Con nó bình dân, nó giản dị khủng khiếp luôn. Ờ. Anh nhắn cho nó trả lời hoài luôn á. Ừ, mà còn trả lời hoài luôn hả? Anh nhắn trên Facebook quá, anh nhắn là giờ này em khỏe không? Ờ. Em đang làm gì đó? Ờ. Bữa nay em đang ở đâu? Được. Em có đi với ai không? Rồi Khương vừa trả lời sao? Phiền quá. Nhắn con chữ một rồi. Trời ơi. Vậy mà ông đó ông thân với Khương vừa à. Không, làm sao mà giới thiệu anh chứ anh chắc là sao việc dược được chắc lắm lắm anh phiền thiệt anh phiền thiệt ờ tại anh hỏi nhiều quá anh chị nhưng mà tại vì anh nói vậy nè tôi có thằng em nó cắt trong cổ hay lắm đúng rồi giới thiệu cho vô chương trình mua sắm việc dược đúng rồi bây giờ tranh thủ đi qua nó liền giới thiệu cho anh vô chương trình mua sắm việc dược liền rồi nha cái tiền này không đủ trả tiền taxi đâu anh hai trả tiền taxi không có giới thiệu mày trả tiền taxi thôi nhưng mà anh lớn anh phải trả tiền nói vậy là nó lớn mà nó giới thiệu công việc cho mày mà thôi thôi không được đâu không cho mình để công bằng ai người nào mua trả làm tất nhất là mình chơi vui cái gì chơi vui cái gì chơi vui cái ha thí dụ bây giờ thí dụ như là anh hai muốn thích cái gì đố đi đố phải không đúng rồi đố vui có thưởng nha ai thua ai thì người tiền. Đó trả tiền rồi ai đố trước anh hai lớn hay tao đố trước không anh đố trước đi tao đố mày rồi mày có mà lái xe hơi chưa có rồi chẳng chừng chừng diện dưới tới hay là có chứ đi lên là có cục gạch rồi có mà lái xe hơi đúng không có mày đang chạy xe hơi tốc độ 180 cây số một giờ bỗng nhiên có một con bò đực và một con bò cái băng qua đường mày bị lạc tay lái mày đụng vô con bò đó đụng con bò cái chắc chưa tại vì mình giống đực mà đụng con bò cái thôi tại sao không thắng cái xe nó có cái thắng mà khúc mẹ tao sẽ tham đến nơi rồi mày là con nào mà giết cho một cái sao anh không hỏi thắng đen hỏi đụng chi cho ta trả lời mà không luôn không mày ổng em đợi đây em đố anh đổ lịch em đố anh mới vừa sinh ra đời thôi mới vừa sinh ra đời mà đụng ai nó cũng đánh trời đụng cha nó cũng đánh đụng mẹ nó cũng đánh đụng anh cũng đánh đụng em cũng đánh hàng xóm qua cả có đó mà để quan sát có con heo nó đẻ con chứ đâu có nghe đẻ đi thì giống có à. Nhưng có một loại trứng ăn không được không có không anh có không có loại trứng nào ăn không được trứng gì ăn cũng trứng gà ăn được trứng ngỗng được trứng có loại trứng ăn không được trứng gì ăn không được trứng minh nhân dân mày thua tao chưa mày thua tao chưa thôi à, em thua em thua anh hai rồi thua anh hai rồi bây giờ đổi kèo đổ tiếp mà muốn đổ nữa tao đổ mày rồi không được dạ cảm ơn không có anh đừng có đi vừa dễ sợ vừa anh ở sao vậy à em đố anh hai nghe nhưng mà cái em đố anh hai xong câu đố này tao đố mày trước nào à anh hai đố lên tao đố mày chó đen chó gì con chó đen người ta gọi là con chó mực mèo đen là mèo mốt ngựa đen là ngựa ô heo đen con heo tập heo chuồng heo bít cái gì ông nội không ai mà vô tiệm heo quay mà cái bán cho tôi con heo chuồng heo bít đúng không Không, heo đỏ heo gì heo đỏ heo rô heo cơ heo quay sao mày ham cũng bài vậy có một bài mà không lật qua lật lại hoài thua thì có chẳng hết thi mà dạ. Sao dạ rồi dạ thua ai là thua em lấy tiền taxi ok con trai dạ. giỏi lắm qua chở tiền taxi nha con dạ. Phục vụ cho bà con hát ở đường anh tuyệt vời cho hai anh hai nhớ nha xin vừa đem vô tham gia chương trình tình đi anh nhớ thân nhau lắm dạ thân lắm dạ. trời ơi cốt quá rồi dạ, cốt dạ, luôn á đi bển nha anh nhớ là cốt luôn á cốt hả ừ thôi được rồi ừ. Dạ, bản hành kịch đến đây đã kết thúc. Dũng Dí và Lê Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Chúc quý vị có một mùa xuân an vui, an lành, hạnh phúc. Và bước sang năm mới làm ăn phát tài. Dạ con, chúc dạ con dạ. Dạ còn ở đây tới cuối chương trình. Dạ chút xíu rồi em mời mấy chị luôn. Anh chị có ai hát tham gia hát chung với em luôn. Rồi,
Cảm ơn Nam nhiều nha. Dạ, hy vọng là anh sẽ trở lại hồng ăn có sao việc trường để phục vụ quý bà con cô bác nha. Sao ba người ai cũng cao vậy? Hả? Được. Anh cứ đứng đây đi, không sao đâu, anh xuống đây. Ơi, không đi đâu nha rồi đó. Thôi. Được chưa? Vừa lòng anh chưa? Nhưng mà hơi anh dài. Đúng không? Mình thấp thì mình có thể mang giày cao, mình đứng trên cao được, nhưng mà hơi ngắn đâu có nói được đâu. Giống như em hơi ngắn ngủi sao nói được. À nghe. Anh trả sơ hôm cũng được rồi. Bây giờ không xem tới hả? Rồi bây giờ anh còn trở lại để phục vụ cho bà con bác nữa đúng không? Dạ rồi, vậy em vô trong. Rồi nghỉ ngơi dưỡng sức ha. Rồi bắt lên Nam hát đi. Còn lên Nam. Không hát được. Dĩ nhiên là đâu cho anh hát được. Khách gà còn đông thì anh hát đâu được. Rồi anh chào bà con bác đi. Dạ. Cảm ơn sự yêu thương nhiệt tình quý vị khán giả dành cho chúng tôi nhiều. Chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý. Dạ, anh Nam là một người anh đồng hành với Phương Dừa rất là nhiều trong rất nhiều phim, trong đó có cái phim Trùm Nổ được quý bà con chú chị rất là thương. Và hôm nay trở lại về với Hoa Sen Phương Dừa để hoa tháp để diễn phục vụ bà con cô bác. Dạ, hy vọng là mai mốt anh sẽ sắp xếp về để diễn nữa ha. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha, chúc anh mới nhiều sức khỏe, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn chân thầy Lê Nam và chân thầy Dũng Thí đã mang đến những tràng cười đầu xuân cho quý vị khán giả.